Xin chào các bạn. Sáng nay dậy sớm các bạn. Sáng nay nói chung là chẳng phải cứ dậy sớm được, bữa nay dậy sớm. Hôm nay thì anh em sẽ đi Tây Ninh. Và hôm nay thì là ngoài anh em Miếu Bay thì có hai bạn khách mời nữa. Cho nên là cho chi ké đúng không? Cho bánh càng đúng không? Mình đang ngồi xe và nói nhưng mình không thể nói là chị được. Đấy. Hôm nay thì anh em sẽ đi cách treo ở Tây Ninh, cho nên là cũng phải dậy sớm để đi lên đó cho nó sớm sủa chút. Đường đi nó đi lên kênh Tây Ninh núi Bà Đen chắc là khoảng tầm gần 3 tiếng thôi. Khoảng 2 tiếng. Khoảng 2 tiếng. Nhưng mà chắc là cũng gần 3 tiếng các bạn, thì vì sẽ dọc đường sẽ dừng ở một quán phở mà bạn Nam ngồi sau đây giới thiệu rất là ngon. Đấy, bây giờ mình sẽ ăn thử nha, nó không ngon mình chửi. Nhưng trước tiên anh em ghé quán phở Quỳnh Mai ở Củ Chi ăn sáng cái đã. Địa chỉ thì có trên màn hình rồi nhé. Quán này thì Nam giới thiệu là ngon nên Travis ăn thử xem như thế nào. Và mỗi người gọi một tô có các loại thịt theo sở thích. Travis thì gọi một tô lớn có thịt tái, bắp, gân. Tô này có giá là 50.000 đồng. Và Travis là một fan của phở cho nên ăn sáng mà có phở là số 1 rồi. Và theo cảm nhận của mình thì nước dùng phở ở đây đậm đà nhưng rất là thanh, không đậm đà theo cái kiểu mà các loại gia vị đâu, cho nên ăn có cảm giác rất là khoan khoái. Và đặc biệt thịt bắp và gân ở đây thì rất là ngon và mềm. Bạn nào muốn đậm hơn thì cho thêm tương đen với tương ớt nhé. Mà ăn phở có giá trụng và đầu hành như thế này thì phải nói là không còn gì bằng luôn. Dậy sớm mệt mà ăn vô thì khỏe cả người. Đi thêm một lúc thì đến địa phận Tây Ninh rồi. Ở đây có rất nhiều cung đường đẹp. Và gần 30 năm rồi thì Travis chưa trở lại Tây Ninh nên mọi thứ coi như là mới toanh. Và đằng xa kia thì đã là núi Bà Đen rồi. Trời hôm nay rất là đẹp và trên đỉnh núi có chút mây bao phủ nữa. Hy vọng lát nữa lên đỉnh sẽ được thấy mây. Đến chân núi rồi nè mọi người ơi. Bây giờ thì anh em đi mua vé đã nhé. Các bạn cũng nên chụp lại bảng giờ hoạt động cáp treo như thế này để canh giờ đi lên đi xuống. Ở đây thì có tới 2 tuyến cáp treo là tuyến đi lên chùa và tuyến lên đỉnh núi. Hôm nay thì mấy anh em sẽ đi cả 2 tuyến cáp treo luôn để trải nghiệm. Và hiện thì đang có giá ưu đãi nếu mua vé khứ hồi cho cả 2 tuyến cáp treo là 300.000 đồng một người. Và ưu đãi này kéo dài đến 30 tháng 9 năm 2020. Và nếu mua lẻ thì giá vé khứ hồi cho mỗi tuyến cáp là 200.000 đồng một người. Bây giờ anh em sẽ lên tuyến cáp thứ nhất để lên đỉnh. Mua vé xong là vừa đúng khung giờ cáp bắt đầu chạy lại. Bây giờ thì lên cáp thôi. Và mỗi lồng cáp treo như thế này sẽ chở được tối đa là 10 người. Wow. Ồ, nó cao ghê ha. Cái độ dốc ở đây, cái độ dốc quay lên nó cao ghê á. Và cabin bắt đầu rời ga Bà Đen. Đây là một nơi độc đáo bởi ga Bà Đen với tổng diện tích sàn lên đến 19.331 m² đã được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận là nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới. Những anh đi làm ngành hàng không. Đây là môi trường sống tự nhiên của loài Vlogger. Đấy các bạn thấy không? Đi với hai phi công và hai phi công ăn nói như này cho buồn lắm. Vlogger thì bảo là loài Vlogger. Vlogger. Bên kia có một cái tuyến cáp treo nữa các bạn, cái tuyến đó sẽ lên chùa. Còn đây cái tuyến này chúng ta là tuyến đi lên đỉnh. Và mình mua vé xong thì cũng vừa kịp lúc là 10:45 là tuyến cáp này bắt đầu chạy luôn. Đó, ở đây có chạy theo ca theo giờ. Đây được gọi là tuyến cáp treo Vân Sơn, nối nhà ga Bà Đen và nhà ga Vân Sơn, có chiều dài 1.847 m, chênh lệch giữa ga đi và ga đến là 886 m. Thời gian di chuyển cho tuyến cáp này từ ga Bà Đen đến ga Vân Sơn là 8 phút. Anh thấy không? Mấy sao nước mình nhiều lúa ghê không ha? Nhiều lúa các bạn, lần đầu tiên đi chơi với phi công nói chuyện cái này mình không biết là nó mới bay lên trời sàn cái này. Mình ở trên cao nên là không, nhưng mà nha, ở đây á, mỗi đi mỗi cách treo thấy là có một cái cảnh khác nhau. Thì cái cảnh ở đây mình thấy là một cái đồng lúa rất là rộng luôn, đúng không? Rất là quang cảnh, rất là đẹp, nhìn thẳng ra xa, thẳng cánh cò bay luôn. Hồ Dầu Tiếng được rồi. Đây nè, đây nè, các bạn bên kia là Hồ Dầu Tiếng nè.
Thực ra là đi cáp treo mỗi nơi nó sẽ có một cái cảnh khác nhau. Như lúc em nói là cái đi Phú Quốc á thì nó cũng có cảnh biển nhưng mà nó không trái ngược. Anh nghĩ là cũng trái ngược đấy, nhưng mà ở đây nó trái ngược theo các cách khác. Lần trước anh đi cáp treo ở Sapa cũng như là cáp treo ở Bà Nà thì là xung quanh nó nhiều đồi núi quá, tức là đẹp theo kiểu cảnh nhiều đồi núi. Nhưng mà ở đây thì mình vừa có núi và vừa có cái khoảng không đồng bằng đúng rồi. Nó rất là bằng phẳng các bạn là nếu mà các bạn đi xe hơi á, các bạn sẽ thấy là ở đây là cái vùng cực kỳ bằng phẳng, không tự nhiên có cái núi lên. Nó rất là hiên ngang luôn. Đúng rồi. Đây là cái vùng mà nó địa hình nó rất là đặc biệt. Và hôm nay trời rất là hay nha. Một vùng thì kia là có nắng nhưng mà lên đây thì là có mây. Và chúng ta chuẩn bị đi xuyên qua mây. Bây giờ Travis sẽ chia cho các bạn xem. Rất là hay, hôm nay thời tiết là thuận lợi cho mình. Coi như là nếu mà các bạn muốn đi săn mây là lên Đà Lạt, không cần phải lên Đà Lạt nữa, lên núi Bà Đen là có mây để săn rồi đấy. Đây biển chia các bạn xem cho các treo đi xuyên qua mây như thế nào. Đây giờ bắt đầu vào mây rồi các bạn nè, vào mây rồi nè, đẹp chưa? Ô mà dưới kia nó cũng là nắng chang chang đúng không? Ừ. Ở dưới kia thì rất là nắng nhưng mà đang tới đây đó. Nó cảm giác giống như kiểu tiên cảnh vậy. Cái này có giống đi lái máy bay vào mây không? Giống y chang ấy ạ. Đấy là mà bình thường em lên vào mây là gần như tụi em không có nhiều cảm nhận. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đấy là đang tập trung rất nhiều. Cứ là mây vào mây là tương lần cái đúng rồi, tức là khi mà vào mây là nó rất nhiều nguy cơ xảy ra. Nên tụi em toàn tập trung để lái. Không ngắm cảnh được. Không có thời gian để ngắm cảnh. Thế nhưng mà khi đi gấp treo này thì đương nhiên là em không có gì để ấy cho thì không có gì để bận tâm là mình thoải mái mình ngắm mây như thế này. Nếu như mà không nói thì chắc các bạn đang tưởng là anh em mình đang ở Sapa hoặc là ở Đà Lạt đúng không? Không, Đà Lạt nữa. Nếu mà không nói thì nhìn thế này có ai biết được mình đang là phải là ở núi Bà Đen đâu. Một cái vùng ở đây thì bắt đầu mây, thấy là mây nó tràn vào trong cái khoang luôn nè. Đấy. Bà Đen ở trong mây đó các bạn. Đi xuyên mây hay hơn dưới kia thì nắng, mà lên đây cái là lúc lái xe anh thấy là cái ở trên đỉnh núi nó cũng có một cái lớp mây mỏng nó phủ trên đỉnh núi rồi. Đấy, lúc mà em đi là em đã bảo là hôm nay có khi đi săn được mây mà đúng rồi. Hôm nay đúng là mình vào trong mây luôn, có thể là xíu nữa mình lên trên một cái tầng mây nữa là mình ở trên tầng mây. Trên tầng mây nữa trên rất là đẹp luôn. Và các bạn biết là tầng mây thứ 9 là một chuyên mục của các bạn nha. Rất là tranh thủ. Đến nơi rồi các bạn ơi, nhưng mà mây mù không thấy gì hết. Đây chính là cái đỉnh mà cái tòa nhà mà trên đỉnh mà lúc nãy mình đi ô tô mình thấy đây. Ô là đẹp mát quá các bạn ơi, quá mát luôn. Ô nhưng mà mình muốn đi ra ngoài mình ngắm mây với đã. À ở đây có cà phê săn mây nè. À. Dạ. Thường xuyên trên này là có mây rồi nên nó mới có cà phê săn mây. Mây đang ập thẳng vào mặt này các bạn ơi, các bạn thấy không, mây đang kéo thẳng ập vào mặt luôn nè. Đã quá, mây. Đây, trời vừa qua một chút thì lại có một đám mây nữa kéo tới các bạn nè. Đó, khung cảnh đẹp chưa, nó có tí nắng và có tí mây, rất là huyền ảo luôn. Mây đang kéo lên các bạn nào. Mây đang kéo lên. Giờ không thấy cáp treo đâu luôn. Mây đang kéo lên rất là nhiều rồi thì sẽ biết nghĩ là mình sẽ đi lên trên kia vườn trên kia đi để xem nào, có khi là nó cũng mờ mờ ảo giống như Đà Lạt. Có hình con ốc sên này. Lúc đầu anh tưởng là năm nay là năm tí là muốn chuột, nhưng không phải, đây con ốc sên. Và một con ốc sên khổng lồ nó đang bò từ dưới núi lên này. Giữa đây cái vườn hoa rất là đẹp luôn.
thấy ở kia có một cái đài quan sát, đứng đó có thể ngắm cảnh hoặc là săn mây rất là đẹp. Có lẽ mình phải đi ra đó thôi. Ở đây thì lúc đầu là mình tưởng nó là một cái nơi mà ngắm cảnh, hóa ra ở đây nó có một cái chóp đỉnh ở đây. Đó là đánh dấu cái đỉnh ở trên này đúng không? Đúng rồi. Ở đây thì có cái độ cao là gần 1000m, chính xác là 986m. Cái nơi này nó làm cho Javid nhớ một nơi ở Malaysia, đó là Penang. Bởi vì là Penang nó cũng có cái đồi Penang á. Khi mà mình đi cái, không đi cáp treo nhưng mà mình đi cái tàu lửa nghiêng lên trên đỉnh đồi Penang á, thì đôi lúc mà mình cũng gặp những cảnh mây như này nè. Các bạn nữ mà muốn có những cái tấm hình sống ảo trên Instagram mà đẹp đó, lên đây nè là đẹp luôn. Chụp lên xong nó ở châu Âu là cũng không ai biết đâu, nó ở bên Tây không ai biết đâu, nhưng mà đây là Tây Ninh. Đúng. Nhưng mà lên đây cảm thấy dễ chịu quá, thư thái luôn. Đúng rồi, tại vì cái không khí và cái khung cảnh nó khiến cho con người ta thư thái, nó êm đềm. Nó giống kiểu tránh xa mọi cái xô bồ mọi cái. Mà hay một cái là anh thấy là tự nhiên mình được cảm giác thay đổi không gian đột ngột luôn. Đúng rồi, Sài Gòn đang nắng nóng, đang như là đốt ngột ngạt khó chịu, đây nó là cái không gian hoàn toàn khác. Thôi. Đây là con đường đến miếu Sơn Thạch. Còn mất mình hả? Với bậc thang thì nó phải khoảng 200 bậc. 200 bậc đấy. 200 bậc vô tư thôi. Nói chung là cũng không quá nhiều. Ừ, 200 bậc. Đây các bạn không biết, nhưng mà đối với mình thì là khác nha. Với mình thì kẻ thù lớn nhất đó là bậc thang. 200 bậc với mình thì nó khá là nhiều. Dìm hàng em quá. Thôi đi cho chậm cân. Em sẽ cố gắng, em sẽ cố gắng. Ok. Sao mà lòng nó thanh lên rất là. Sao mình đi mình thấy nhẹ nhàng như thế này nhỉ? Thấy kiểu lên băng băng. Ôi diễn ơi diễn. Coi quay luôn không? Quay luôn rồi gì nè. Ủa lên em. Nè Minh. Nè. Nhẹ quá. Tìm hàng gì hoàn tao. Phương bị đau chân anh Phương. Dạ cả quá, chưa có nhân Phương bị đau chân anh Phương. Anh Phương bị đau chân anh Phương. Hồi nãy thì mình chọc lắm, giờ nó chọc lại mình. Ủa anh sao vậy? Lâu cũng vậy, là lên cơ cái chân có ít hoạt động á, xong rồi em chưa có bị dị trùng á. À vậy hả? Em tưởng nó là nghiệp quật á. À vậy hả? Mình có nên đạp nó xuống cho lăn xuống không? Em nghĩ là thái độ như này không nên giữ làm gì anh ạ. Không phải giữ lại vì nó lấy xe. Không sao em lái được anh ạ. Em chỉ cần chìa khóa. Em giữ chìa khóa. À. Em giữ chìa khóa. Có như đạp nó lăn xuống rồi, tí nó nằm ngất gì đấy thì em mất chìa khóa ra. Thôi bây giờ đang trời nắng này chắc mình sẽ quay xuống vườn hoa xíu nha các bạn. Mình quay lại vườn hoa lúc mà trời đang nắng này xem khung cảnh nó khác không, mình chia sẻ với các bạn. Và như mình nói các bạn lúc nãy là đây có cái hay á, giống như mình được trải qua 4 mùa đó. Lúc thì nắng, lúc là âm u, lúc là nửa nắng, nửa âm u, rất là hay và quan trọng không khí rất là mát. Vâng. Các bạn thấy đây là mùa hè rồi đó các bạn. Lúc nãy nắng là mùa đông đúng không? Nhưng mà bây giờ lại chuyển sang mùa hè rất là nhanh. Nắng tươi sáng. Khi mà nắng xuống như này thì mình có thể thấy là những bông hoa ở đây nó rực rỡ hơn, nó rực rỡ hơn rất là nhiều. Thực ra cái này em nghĩ là mùa xuân mới đúng, là vì là không khí mát mẻ, là trời nắng trong xanh và đây rất nhiều hoa. Lúc nãy mùa đông cảm giác đó là mùa xuân. Nhiều đây là tháng 8. Giống như là đang đi vườn hoa ngày Tết đây đúng không? Đúng rồi. Đây cái này lúc mà trước kia nhà ga Văn Sơ nãy mình đi dưới là bây giờ là hết mây rồi, cho nên là mình nhìn thấy nó rõ hơn nè, thấy không? Ô, anh nghĩ là mình phải đi xuống dưới kia, mình ngắm cái hồ dầu tí đi. Tôi ra bây giờ trời rất là trong rồi. Bây giờ trong rất là nhìn rất là rõ mọi thứ rồi. Đây các bạn này, ở đây các bạn nhìn thấy cái khoảng đồng bằng này rất là rộng rồi, và khi vô hồ tí là vô hồ dầu tí ở trên kia. Bây giờ mình sẽ quay lại cái chóp lúc nãy á, anh nghĩ là sẽ ngắm rõ hơn. Lúc nãy thì mình có đang là tiếc là không nhìn được đúng không? Đúng rồi, bây giờ là mọi người có thể ngắm cảnh một cách rõ ràng hơn. Thank you.
đây cho các bạn xem lại khung cảnh lúc nãy mình đi mà nó bị sương mù này. Bây giờ thì trời nắng đẹp chưa? Đó. Hay anh em đang mua nước, trên đây có một cái quầy bán nước và đồ ăn nhẹ nha các bạn, có hot dog rồi có cả bánh bao nữa. Trời ơi, nó cao dữ vậy. Lúc đi lên thì không thấy nhóc lắm à. Lúc đi xuống thì mình không nghĩ là như thế, nhưng mà đi xuống thì cảm thấy đam mê. Đi xuống cảm thấy nó dốc từ trên xuống cũng hay. Đó hình như là cái chùa dưới kia rồi đúng không? Đúng rồi. Nó đã đứng ở cái chùa này nè. À, vậy lắm. Vậy thì lát nữa cái tuyến cáp treo kia nó sẽ ngắn hơn đúng không? Nó sẽ ngắn hơn khá là nhiều và cái độ cao của nó sẽ thấp hơn. Ừ, sẽ em nghĩ là nó sẽ không ấn tượng bằng cái tuyến này. Không, nhưng mà anh nhìn từ trên này xuống thấy khung viên chùa rất là đẹp nha. Vâng. Nó nằm lẫn ở trong một cái cây cối rừng nhìn rất là đẹp. Chung là sơn cảnh thuộc tỉnh. Nhưng mà cái chùa này cái vị thế đẹp đấy, nhìn thẳng ra đồng bằng kia kìa. Ở chặng đi xuống, trời nắng trong hơn nên mấy em có thể nhìn thấy được quần thể chùa ở lưng chừng núi. Và cũng vì trời nắng mạnh hơn lúc đi nên cảnh vật trông cũng khác. Và cái thú vị khi đi cáp treo là như vậy đó các bạn. Mỗi chiều lên xuống ngắm một góc khác của cảnh vật xung quanh. Nhưng chuyến đi vẫn chưa dừng lại. Chặng tiếp theo sẽ là một tuyến cáp treo khác mà trái VIP cũng rất háo hức được trải nghiệm. Thú vị và bây giờ thì Travis cũng rất là háo hức để được đi tuyến cáp treo thứ hai. Nói chung là cái gì chứ riêng cáp treo mình rất là ham đi, các bạn rất là mê đi lắm, đi ngắm cảnh rất là đẹp. Hôm nay là anh em đi cái đường lối này để lên đỉnh núi đúng không? Đúng rồi. Đây là cái tuyến cáp mà lên đỉnh núi lúc nãy mình vừa đi xong nè. Đây còn cái tuyến cáp này. Tuyến cáp treo. Đây là cáp treo lên núi, lên chùa. Đó. Đây mới là cái tuyến cáp treo lên chùa nè. Từ đây, từ cái ga này có hai hướng đi. Có lẽ vì vậy nó là cái nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới. Hai nhà ga trong một. Đúng rồi. Đó là hai cái hướng nó đi thành chữ V như thế này. Tuyến cáp mà anh em đang đi này là tuyến chùa Hang, nối chân núi lên chùa Bà Đen, có chiều dài 1210m, độ chênh giữa ga đi và ga đến là 259m, thời gian di chuyển chỉ 5 phút và công suất vận chuyển là 4.400 khách một giờ, gấp đôi tuyến cáp cũ dẫn lên chùa Bà Đen vẫn đang vận hành. Phương hồi xưa anh đi ấy, thì anh hơi đen là chưa có chưa cáp treo. Nhưng mà bây giờ nó về cái cáp đầu tiên ấy, nó cáp nhỏ thấp ở dưới kia kìa. Nó chỉ khoảng ngày xưa em nhớ nó chỉ khoảng 2 người một buồng thôi. Về sau là họ có một cái cáp kia là 4 người một buồng, một cái cáp tao cao và to hơn. Thế nhưng mà nói chung cái hồi đó bây giờ cũng là may rồi có cáp. Đúng rồi, em có cáp. Anh Phương đây là không có cáp luôn. Em đi là có hai cáp. Nhưng mà thực ra thì cái ngày xưa đi cáp nó rất là đông. Trời lâu lắm anh ạ, trời cực kỳ lâu luôn. Thực ra mùa này nó vắng nhưng mà bình thường thì cũng đông đó. Bây giờ chúng ta đến cái nhà ga ở đây rồi. Và ở đây thì là cái nhà ga nó không có cái độ dốc, cái cáp nó không có dốc bằng bên kia. Nhưng mà mình cũng là ngắm cảnh thì cũng rất là vui. Đấy, thôi rồi giờ xuống rồi nha. Rời ga chùa Hang, các bạn có thể đi vãn cảnh tại đây. Không gian chùa chiền nơi đây thực sự khiến chúng ta cảm thấy an yên. Và khu vực đền chùa cho nên là Travis chỉ quay đi ít thôi để tránh làm phiền nơi thờ phượng. Tuy nhiên, các bạn có thể ghé chùa Bà hay Linh Sơn Tiên Thạch Tự, được hình thành từ năm 1745 và xây dựng năm 1763. Đây có thể nói là ngôi chùa xưa nhất ở Tây Ninh
cũng như dấu tích của những cư dân đầu tiên ở Tây Ninh, hay như pho tượng Phật nằm hay còn gọi là Phật nhập Niết Bàn. Chùa Hang được thành lập từ năm 1830 và nhiều chùa khác như chùa Hòa Đồng, chùa Quan Âm. Đi ghé các chùa, tượng Phật ở đây phải leo nhiều bậc thang. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình những đôi giày thật êm và chai nước nhé. Lên đây thì cũng không sợ nắng lắm vì bóng cây rợp khắp nơi. Và ở đây có cả hang gió mát rượi sau những giây phút leo lên những bậc đá mệt nhọc. Đây là cái hang gió này. Một hang chỗ này thì đã được khóa lại rồi thì mình sẽ biết nghĩ là... Ô, đúng thật các bạn. Mình đứng ở đây là mình có thể thấy gió lùi dưới lên nè, rất là mát luôn. Ồ, ra đây lý do họ là hang gió, rất là mát. Dưới này thì không có gì cả nhưng mà chắc là họ khóa lại để mọi người không đi xuống, không bị ngã bên dưới ha. Ở nhưng mà đứng đây gió mát lắm nè. Anh nghĩ là có một cái hang này không có một cái cửa vô khác nên gió nó lùa vào. Công nhận đúng không? Hay nên là gió mà gió mát lại luôn á. Về quy tắc là phải có sự thông nhau thì gió rất là mát thật sự. Đó, nhưng mà leo ở dưới lên leo rất là nóng, người rất là mệt nhưng mà đứng đây thì gió mát rất thoải mái luôn. Như gió máy lạnh luôn. Đó, trên kia các bạn có thấy cái tuyến cáp treo lên đỉnh kìa. Đó, các bạn có thấy cái đường cáp treo chưa? Nói chung mà để cho đỡ mất công thì ở đây có hai lối nè. Vừa xuống ga cáp treo xong có hai lối. Một bên là đi chùa Bài, một bên đi chùa Hang. Đi chùa Hang thì các bạn ra ga cáp treo các bạn leo đây luôn nha, cho hỏi leo bộ nè. Sau đấy mình đi xuống mình đi chùa Bà thì nó thuận đường hơn. Rồi, trước khi đi cáp treo xuống dưới thì hãy ngắm cảnh đây một lần nữa nè. Đẹp chưa mấy bạn? Wow. Bây giờ anh em bắt đầu đi xuống cáp lại ga Bà Đen và kết thúc hành trình nhẹ nhàng nhưng rất là vui và xả stress cực kỳ hiệu quả sau những lúc làm việc căng thẳng. Và theo như Travis thấy thì tầm khoảng 2:30-3 giờ chiều mình xuống là vừa. Và trên đường về thì mấy anh em cũng tính ghé đâu đó để ăn luôn, vì đi xuyên trưa vui quá, mãi mê đi và quay nên quên cả ăn trưa. Minh và Nam thì gợi ý ăn bò tơ củ chi trên đường về. Và khác với lúc sáng trời không nắng to thì lúc về nắng chiều đẹp rực rỡ luôn các bạn ạ. Các cung đường đều rợp cây xung quanh, chỉ có Minh là lo lái xe thôi, còn mọi người thì tập trung tận hưởng cảnh đẹp của buổi chiều tháng 9. Mua gì anh em? Này là khoai mì cốt dừa. Khoai mì cốt dừa hả? Nhiều bịch. Em rất là thích khi mà xuống Củ Chi. Ồ. Cái này bao nhiêu bịch? 25.000 nữa hả? Ờ. Cái này là có gì muối mè hả? Nó là muối mè với đường ấy. Ồ, hấp dẫn quá ta. Nó, tí nữa về mình chấm vô mình ăn. Ừ. Đây các bạn thấy hấp dẫn chưa? Trời chắc phải xin ké nó miếng quá. Ai cho anh nhỉ anh? Hả? Ai cho đâu? Không ra tao lấy. Tao cướp. Đây có món gì ngon recommend coi anh em. Thì anh em làm nhanh cái bò luộc nướng chấm bánh tráng của bánh tráng. Bò luộc bắp hay là bò luộc thường? Thường thôi. Thường nhá. Ok, bò luộc thường. Đây một cái có bò nhúng giấm. Ừ, bò nhúng giấm được á, bò nhúng giấm ngon á. Bò nhúng giấm đi. Thôi, bò nhúng giấm nha. Có gân bò xào. Ăn gân bò. Tùy. Gân bò, okay. Gân bò xào. Để đi, bây giờ tao thể trước đi. Đây phần bò của bánh tráng như các bạn. Có hành hấp ở trên nè. Ở đây là có tương ớt đúng không? Tương ớt, cái này là mắm gì đây? Mắm nêm để chấm với bò cuốn đúng không? Đây có bánh tráng rồi các bạn này, cuốn nè. Và quá trời các loại rau sống luôn. Đấy. Này ăn mì là ăn khoai mì là no các đúng không? Ngày xưa là ăn cơm bột khoai mì. Ừ. Đấy thì bây giờ là em cũng coi gương các cụ là ăn tiết kiệm thôi, đang trong cái mùa này là tiết kiệm tiền. Thế thôi đừng ăn bò nha. Đừng ăn bò, đừng đụng vào cái gì trong này hết. Con bò xào nha. Đây bò nhúng giấm nha.
miếng nào nhỏ miếng này à? Để em cầm miếng to đi. Xôi ngon quá các bạn ơi, bữa ăn tuyệt vời. Đây. Rồi mấy anh em nói chung là đã về đến Sài Gòn thân yêu rồi, và hôm nay đi một chuyến, đi từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối luôn ha. Còn 12 tiếng. Mệt nhưng mà rất là vui. Hôm nay thứ nhất là đi cáp treo là một cái rất là vui nè. Cái thứ hai là hôm nay được ăn cái quán bò tơ Củ Chi ngon quá, cảm ơn Nam rất nhiều nha. Cảm ơn Quên. Ok. Món phở mới là của anh Nam. Ok, rồi món phở sáng nay cảm ơn Nam giới thiệu một món phở ở Củ Chi luôn, cũng rất là ngon. Rồi bây giờ thì anh em về ngủ, mệt quá rồi. Hẹn gặp lại các bạn vlog sau nha. Bye bye. Chào các bạn nha.